Vâng, em Chí Mà Định chào tất cả các bác ở mọi miền Tổ quốc nha. Sau đây em sẽ que và giới thiệu, mời các bác cùng ngắm ba hoa hậu dòng G. Đó là G5000, G5500 và G6000 và G7000. Bốn con này em đấu giá về và mời các bác cùng xem đồ đẹp nha. Bốn em này đều gọi là đẹp hết nước chấm nha các bác. Em sẽ đi từ con bên trái sang phải nha. Đây là con G6000. Hàng sưu tầm nha các bác. Trân của dòng G là tiếng hay, khỏe và chơi hầu hết các dòng loa. Loa Mỹ, loa Nhật, loa Âu đều đánh rất là tốt nha các bác. G6000 giá là 27 triệu nha các bác. Và đến con G7000. Đây các bác thấy đồ đẹp đó nha. Con này giá 37 triệu. G5000 là giá 17 triệu 500. G5000 là giá 17 triệu 500. Và G5500 là giá 15 triệu nha các bác. G5500 là giá 15 triệu. Rồi, về độ đẹp cũng như là hình thức của nó là tuyệt vời từ phía sau đến phía trước nha các bác. Nó đẹp keng hết nha. Em sẽ mở ruột ra để các bác cùng xem. Đây là phía trên nóc này. Các bác kia thấy được phía tinh thần này. Rất đẹp nha các bác. Đẹp long lanh hết nha các bác. Rồi em sẽ. Vâng, và sau đây mời tất cả các bác cùng ngắm vi điệp của con G, là dòng cao cấp G7000 nha các bác. G7000 là một trong những dòng âm ly nổi tiếng của hãng Sansui. Rất là mới nha các bác. Em này chạy sò sắt và hai cầu loa AB hay A-B. Đây là cần anten. Series của nó là 50634. Rất là đẹp nha, hàng tuyển về. Và chơi những dòng G là các bác phải kỹ lưỡng ở những cái gọi là phía trước các bác. Dòng G mà nó là trưng bày rất là đẹp. Đỉnh cao của dòng Reserver của Sansui là dòng G. Dòng 4 số thì là dòng G, G7000. Các bác thấy nha. Cái ăn tiền của dòng G là ở điểm này nè, phía trước này. Đấy, tí nữa em sẽ giới thiệu sau. Nhiều bác mua đâu có để ý đâu, nhưng mà qua video này các bác sẽ biết được cái giá trị nó nằm ở đâu. Chờ tí, tại vì cái âm ly nó hơi nặng các bác. Bác nào chốt thì cứ alo cho em qua hai số điện thoại trên. Tại vì nó là mặt phay trắng thế nha các bác. Và kiểu nó bác điêu khắc kiểu kim cương. Đây các bác thấy này. Đấy, và phía trên nó này. Rất là mới nha. Cực kỳ xuất sắc. Con này thì 37 triệu nha các bác. 37 triệu. Rồi đi đến những dòng G. Đây các bác thấy. Bác để ý giúp em những cái nút này đấy. Nó ánh lên hào quang lên như kim cương vậy đó. Đẹp trân. Những con bé từ chất bãi Mỹ về chưa qua tay người dùng Việt Nam. Còn những cái loại mà nó mờ căm mù tịch á, đó là đã sử dụng hoặc là đã sử dụng rất là nhiều năm rồi. Qua nhiều tay rồi. Còn đây là những hàng chất bãi và độ đẹp keng. Đây quá thì thấy rất là đẹp. Hầu hết tất cả các cái chi tiết mà gọi là nó họ mình có thể mình có cảm nhận được ấn và mở ra thì đều được là điêu khắc kiểu như là những cảnh đá quý các bác. Trên những cục này đều có hết nha. Và đây cũng vậy nha các bác. Và trên hai volume lớn nó có thêm một cái phần dày như thế này, bóng lưỡng và một phần là ánh kim phía trong. Đấy. Là ba lăng. Lo nét này. Bát chép này. Đấy. Hai cầu lo đánh hai cầu AB A kèm B. Máy rất đẹp. Đây là dòng sexy vàng nha các bác. Rồi, em đi vào bên trong để các bác cùng trải nghiệm và đồ đẹp của con G7000. Và sau đây mời các bác cùng xem đồ đẹp. Đi đến những dòng G7000 trở lên á thì nó sẽ bắt đầu chạy nguồn xuyến rồi nha các bác. G7000, 8000 trở lên là chạy nguồn xuyến rồi nha. Những cái đời như là 6000 hoặc là 7500, 7700 trở lại á thì nó sẽ chạy nguồn tăng phô bình thường nha. Còn G7000 trở lên là chạy nguồn xuyến rồi, 7000, 8000, 9000 cũng vậy. Xi 7 màu rất đẹp nha các bác. Trang bị là 4 cầu điện nha các bác, 4 cầu, hai tụ lực nguồn rất là lớn.
Wi-Fi mesh sexy 7 màu. Đây là phần chiến điện này các bác. Hiện tại em đang để điện 100V. Đây các bác mình chiến điện bao nhiêu cũng được, 220, 240 đều ok, thoải mái. Tại vì nó trang bị 4 cầu, đặc trưng của những dòng receiver của Samsung. Phải bác nào mà muốn sở hữu con G7000 này thì alo cho em nha. Qua hai số điện thoại 0978338814 để sở hữu con G7000. Gọi là cực đẹp, xuất sắc luôn. Nhìn những cái bộ nấm là phê rồi đấy. Nhiều bác mua những con dòng G này ít khi mà để ý lắm. Nhưng mà các bác qua video này các bác để ý là những cái bộ nấm á. Nhiều bác cứ mua thấy có nấm vặn là ok rồi, không thiếu nấm là ok. Nhưng mà thật sự đúng chắc chơi những dòng G là phải để ý những cái nấm sân ton, eo ngắn. Tại vì cái dòng này là nghi nó hay rồi, nhưng mà cái trưng bày của nó cao lắm, cái giá trị trưng bày cực kỳ cao. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác nha. Vâng, và tiếp tục đó là dòng G tiếp các bác. Thì được nè, về những dòng cao cấp không, đó là dòng G của Samsung, cung điện hoàng gia với những lên đèn. Thì bên em luôn luôn làm hàng đẹp, hàng tuyển cho các bác, đạt tiêu chí các bác vừa nghi vừa trưng bày. Thì dòng G thì về íp loa thì nó chơi hầu hết các dòng loa bác. Dòng G nó hay cái điểm đó được, nên là nó đắt giá và gọi là dòng cao cấp nhất của Samsung, của dòng receiver. Để các bác có biết thế là như nó như thế. Dòng G nó mang rất là cao tính chất trưng bày. Còn chất âm của nó thì mình khỏi bàn rồi, hay lắm. Đánh hai cầu lô AB, A cộng B, có lô net đầy đủ cho các bác. Chạy 4 cầu điện, có thể đồ đẹp, đồ keng nha. Và tất cả cái nấm nút của nó gọi là sáng tròn. Đã chơi những dòng này là phải tuyển những cái bộ dàn nút nó sáng tròn như thế này các bác. Đấy, các bác thấy không? Dòng G họ rất là tỉ mỉ về thiết kế cũng như là treo chuốt về những cái gì mà có thể đụng R nắm được nha các bác. Đấy, những cái ấn nút cũng có bác giả, bác kim cương gọi là kiểu như đá quý này các bác. Đấy. Đấy. Hai cái nấm chính đẹp long lanh luôn nha các bác. Đấy, có thấy ánh không? Ánh hào quang luôn nha. Sáng tròn. Low net. Hầu như tất cả các nấm là đều được treo chuốt rất là tỉ mỉ quá. Rất là xuất sắc nha. Em này thì giá 27 triệu nha quá. Đây là phía trên nóc G6000. Thằng đấu giá về. Đây, mời có cùng xanh góc cạnh. Thật chân những dòng này thì tuyệt vời rồi. Xây nó 7 màu nữa. Cơ bản là em que giới thiệu bác ở xa mình xem tổng thể cái sản phẩm. Bác nào mà nó đạt đúng cái điều chí của các bác thì các bác có thể alo cho em qua hai số điện thoại trên. Em giao hàng và ship hàng tận nơi. Giá cả thì em báo rồi, hàng là hàng tuyển hết. Và nếu các bác chuyển khoản đủ đối với em này á, thì em sẽ bớt kiểu như là mà phí thu hộ thôi. Phí thu hộ con này rơi vào gần 300 ngàn. Thì em sẽ bớt 300 ngàn. Nếu các bác chuyển khoản đủ, còn cọc tiền thì vẫn giá 27 triệu. Và phí thu hộ là 1% nếu các bác cọc tiền. Chạy 4 cầu điện, các bác thấy đồ mới này. Góc cạnh này. Đúng chắc chưa? Series series thì của nó đây, 0713 đây. 0713. Những con này là ở thị trường Mỹ nha, 120V này. Nhưng mà thực sự hãng Samsung đều trang bị 4 cầu cho các bác chơi hết. Về Việt Nam chúng ta các bác thường sử dụng điện đa, nếu không có đôi nguồn thì mình sử dụng điện 220 thì chúng ta chuyển điện bên trong nha. Tí nữa mở cái nắp thì em chỉ cái chỗ chuyển điện cho các bác nha. Rồi thì em mở cái nắp luôn để các bác cùng xem. Vâng, đây là độ mới của nó, mời các bác cùng chiêm ngưỡng nha. Đây là cái cầu chuyển điện này các bác. Em đã chuyển qua 100V để giới sử dụng này. Còn các bác là mình chuyển 220 thì chúng ta gỡ lên ta dịch chuyển qua theo mũi tên này các bác. Quá mới. Những con này là em đưa về để các bác chơi sưu tầm. Phải nói với các bác là dòng G rất là hiếm nha, càng ngày càng hiếm. Như cách đây 2 năm trước thì những dòng này em về đưa về rất là nhiều, nhưng mà giờ thì số lượng nó loi nhoi lắm, thì càng ngày càng hiếm hàng, thì được rất là nhiều các nước sưu tầm chơi chứ không phải riêng Việt Nam mình đâu. Những cái con này nó rơi vào âm thanh nó gọi là huyền thoại, nó hay lắm, nên là được sưu tầm chơi nhiều lắm. Kể cả Việt Nam mình nhiều lúc tìm hàng không có, giờ trên trang bay thì giờ cũng rất là hiếm rồi. Lâu lâu thì mới có một con họ đang lên thì mình mua về. Đây thì rất là đẹp. Bác nào chốt thì cứ alo cho anh Chiến nhé.
G6 nha, cực đẹp. Công suất thì hơn 300W nha. Vô tư mình chơi loa và gíp loa rồi. Trưng bày đẹp nữa. 4 cửa sổ tâm hồn. Giá là 27 triệu. Rồi em Chiến xin chào, hẹn gặp lại các bác video tiếp theo. Vâng, và tiếp theo mời các bác cùng xem và ngắm độ đẹp của con G5000. Em này đánh hai cầu loa AB hoặc A cộng B. Bát chép và lò đét đầy đủ nha các bác. Và trước khi em qua và gọi là chi tiết sản phẩm, em mời các bác cùng xem bộ nấm nút của những dòng G. Đối với khi mua các dòng G, các bác phải lưu ý trước tiên mình xem bộ nấm nút nha. Tại vì G nó là đặc trưng của nó là nổi bật nhờ là bộ nấm nút. Đấy. Vẫn là trang bị 4 cầu điện, mời các bác cùng xem. Đấy, sáng tròn. Nó óng ánh kiểu như là kim cương nha các bác. Đấy. Và đặc trưng của dòng hai nấm lớn nó sẽ có một cái viền phía ngoài như thế này và kim cương phía trên này đấy. Thấy đẹp chưa? Óng ánh chưa? Đẹp. Lò nét này các bác. Con này giá 17.500.000 nha các bác. 17.500.000. Đã bao gồm phí ship, những con này lên đèn đẹp lắm nha. Không điện về đêm nha các bác. G5000, 17.500.000. Rồi, về mặt tiền của nó là tuyệt vời rồi. Đi đến phía trên nắp này. Trang bị 4 cầu điện nha các bác. Chơi Mỹ Nhật Âu đều rất là tốt, chơi cả lo cây luôn nha các bác. Và thay đồ đẹp nữa nha. Hai trạm loa 210W, 4 cầu điện. Series là 2704. Phần tản nhiệt. Phong cảnh của sản phẩm. Đấy. Rồi, em này sẽ chi vàng không? Em mở bên trong để các bác cùng xem luôn nha. Rồi, bên ngoài nó đẹp chấm hết rồi nha. Từ khía cạnh cho góc cạnh cho đến là mặt tiền của nó là cái trưng bày. Đấy các bác thấy. Quá tiêu chuẩn luôn nha, quá đẹp. 17.500.000 các bác sở hữu được một con G5000. Dòng G máy đỉnh. Rồi em mở nắp để các bác xem. Bác nào chốt liên hệ cho em qua hai số điện thoại ở trên tấm biển 0978 33814. Và nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh nha các bác. Vâng, và đây là độ mới của sản phẩm nha. Đấy, thấy sexy, 7 màu. Và đây là 9 cầu điện và đây là 4 con sổ sắt nha các bác, 4 sổ sắt đình đám. Hai tổ lực nguồn và tăng phun nguồn. Mới keng. Bên em là máy, em làm máy tuyển, máy chắc bãi về, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam để các bác sử dụng. Đấy, các bác thấy sexy đó nha, từ những ốc áp này. Các bác vừa nghi vừa ngắm, có thể vừa sưu tầm những con âm ly đẹp đi về trưng bày trong phòng khách, tại vì những cái dòng này là nó mang tính chất nghi hay bài đẹp mà. Rồi bác còn lấy thì alo cho em nhé. 2704 series này. Đấy. Đẹp tuyệt vời nhé. G5000, 17.500.000 nha các bác. Bao gồm phí ship, chuyển khoản đủ em bớt 200 nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nha. Bác nào lấy thì alo cho em. Nhớ ủng hộ kênh mình cách ấn vào nút đăng ký góc phải màn hình nha. Rồi chúc các bác một ngày mới vui vẻ. Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Thì sau đây em giới thiệu các bác có con G5500. Con này rất là tầm tiền nha các bác. Đánh hai cầu loa AB A cộng B, công suất rất là tốt, 200W. Các bác chơi những dòng mà loa cổ bát 30 nó lại nha. G5500 và đẹp long lanh nha các bác. Các bác để ý giúp em những cái đấm này nó sáng tròn óng ánh nha, làm những con máy chắc bãi nha. Đấy, các bác thấy nấm chưa, sáng tròn và những nó có một cái viền phía ngoài như thế này. Đấy, thấy. Đấy, máy rất đẹp nha. Con này thì bác nào mình đang cần ở phân khúc tầm tiền 15 triệu thì liên hệ cho em liền. Vì nó quá ngon quá, rất đẹp nữa, vừa ghi vừa trưng bày. San xui 5500, còn cả tem nữa nha. Những con này em đâu bay về, cũng như là tiền rất là kỹ.
có bác chơi 7A88A hoặc là những dòng loa Sansui và loa Mỹ, loa Nhật thì anh rất là tốt. Đặc biệt những dòng G thì nó đánh được hầu hết các dòng loa các bác, tiếng nó nảy cũng như là rất là tốt. Về ghép loa, dòng G là dòng đỉnh nhất của anh Sansui nha các bác. Đánh hai cầu loa AB này, bass chép này, loa nét đầy đủ nha, 35 volume tổng, volume đài, máy rất mới nha các bác. Đây là phía sau của con Omly. Series là 1724 này. Đấy, góc cạnh đẹp keng nha. 4 cầu điện, 200 loa. Còn mới. Rồi em mở nắp bên trong để các bác cùng tham khảo được gang nha. Bác nào lấy thì cứ liên hệ cho em chiếc có hai số điện thoại trên nha. Em giao hàng và ship hàng toàn quốc. 15 triệu là em bao ship toàn quốc. Nếu các bác nào mình chuyển khoản đủ thì em lại bớt 200 ngàn nữa nha. Và còn 148. Đây có thể thấy được độ mới của sản phẩm nha. Vâng, và mời các bác cùng xem độ mới của nó này nha. Đây. Đây là cái phần chuyển điện này. Em chuyển qua 100V. Nếu mà các bác không chuyển có 220 chúng ta đi lấy này là kém mà thôi. Xịt trắng tinh nha các bác. Đây các bác thấy. Rất là đẹp luôn nha. Cái phần tản nhiệt không? Phần công suất này có 4 công suất nha. Thêm mặt rất là đẹp luôn. Nói chung là quá là mới, nhưng còn G500 này là quá là mới. Khi các bác cần mua hàng, nếu các bác mình xài điện 220 thì báo cho em Chiến, em Chiến chuyển điện cho các bác luôn nha. Thì chuyển điện nó đơn giản thôi các bác, chỉ mình rút lên thế này thôi. Đấy, mình theo cái mũi tên này các bác, mình cắm theo điều hướng của điện đó. Đấy, kéo vào trời 100V là nó thành 100V này, rất là đơn giản thôi. Rồi bác nào mình chốt con G500 thì liên hệ cho em với gọi là máy tuyển hết nha, bây giờ làm máy tuyển hết cho các bác nhé, đẹp nghe trưng bày. Các bác mua những con G là phải để ý dùm em những cái nấm nút này đấy, nó giá trị những cái nấm nút trưng bày rất là đẹp nha. Bác mua trúng những cái nấm nút mà bị mờ tích là nó dở lắm, phải là keng xà beng như thế này này, sắc tròn trưng bày ngắm nghĩa đã lắm, đẹp trong dòng G mà vừa nghi hay rồi là cái ưu điểm đó là trưng bày nó đẳng cấp nữa. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bác nhá ở video tiếp theo.